mấy cái lúa quá nhiều mấy bạn ơi. Con này 93 mã lực nha, Kubota DC 93. Con bên kia 69 mã lực, Kubota DC 70. Rồi, con máy kéo nữa kìa mấy bạn. Cái mã này nha các bạn ơi, quá trời đông đúc máy à. Mấy cậu lúa nhiều quá nè, đó bên đây 2-3 cây cậu lúa nè mấy bạn, đang tranh thủ chạy vô bãi nè. Rồi đây 2-3 cây luôn, cây 70, cây 93. Đây cũng lại là 70 nữa mấy bạn. Rồi đây là người phụ nữ đang đi móc lúa nha. Hiện năm móc cũng đủ để cho gà ăn mấy bạn. Có khi để xay ăn luôn. Đây quá nhiều màu mã mấy bạn ơi.
thì 93 với 70 đang cắt mấy bạn ơi. Rồi chúng ta có 4-5 chiếc máy cắt luôn mấy bạn, quá trời nhiều máy cắt quá. À, máy cắt này trốn vô cái gì mà kêu cạch 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 ghê. Bên đây là Kubota DC93 mới mua luôn. Đây là 70. Đó cũng 70 luôn. Ngày 70 luôn mấy bạn ơi. Rồi bên đây thì cũng có một cây 70 nó nằm tốt chứ, rất là xa ra khó thấy. Bên đây cây 93 chạy cũng quá xa. Rồi 93 vượt mẫu để cắt luôn mấy bạn ơi. Đó. 93 cái hồi mới nha. Rồi 93 đang cắt ngoài đó mấy bạn. Chút xíu nó sẽ
sẽ vô dài dài hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Giờ mình sẽ quay toàn cảnh thu hoạch lúa miền Tây cho các bạn xem chút xíu nha. Rồi đây là các lúa cặp trên bờ. Bên đây là một con Kubota DC70 nha mấy bạn. Rồi đang thu hoạch bên đây nè. Đó. Giờ là gỗ đồng rồi. Cuối bên đây cũng Kubota DC70. Và những người này là những người mà đi ra đồng để coi máy cắt đó mấy bạn. Trong đó có những người đi bắt chuột, rồi chủ nhà, rồi những người làm máy cắt nữa.